Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay, Thiên Hoàng sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện có tựa đề là Máu thắm đời con của tác giả Ngô Văn Thu. Có lẽ là các bạn còn nhớ tác giả Ngô Văn Thu là tác giả của bài viết Chiếc hải bàn kỳ diệu mà Thiên Hoàng đã đọc gần đây. Hôm nay, anh lại kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Thiên Hoàng nghĩ rằng câu chuyện thương tâm này không chỉ xảy ra cho anh Hải là nhân vật chính trong câu chuyện của anh Ngô Văn Thu, mà câu chuyện này đã xảy ra cho không biết bao nhiêu người trong miền Nam, Việt Nam sau 1975. Sau 75, những người miền Nam họ đã phải bán tất cả những gì mà họ có được trong nhà để mua thực phẩm để sống, vì không còn công ăn việc làm nữa. Họ bán từ cái tủ, cái bàn đến bán quần áo. Có nghĩa là cái gì ở trong nhà bán được là họ bán hết. Cho đến khi trong nhà chỉ còn trống trơn, không còn gì nữa. Thì bắt đầu cuối cùng các bạn biết họ bán gì không? Bắt đầu họ bán máu của họ để mà sống. Các bạn thử nghĩ xem, bán máu để nuôi sống gia đình. Vâng, ngày đó bán máu gần như đã trở thành một cái nghề. Không có thức ăn để nuôi cơ thể mà lại phải rút máu ra bán, thì đó là con đường đi đến cái chết nhanh nhất. Nhưng mà họ không còn sự chọn lựa nào cả các bạn ạ. Và anh Hải trong câu chuyện này đã là một người trong số những người đó. Nhưng có lẽ ông trời quá mắt. Bây giờ Thiên Hoàng mời các bạn nghe để nhớ về một thời dĩ vãng đau thương nhất. Và đâu biết chừng trong số thính giả của Thiên Hoàng cũng đã có người từng bán máu. Bây giờ mời các bạn nghe câu chuyện Máu thắm đời con của tác giả Ngô Văn Thu. Sau 4 ngày 5 đêm lênh đênh trên biển cả đầy gian nan thử thách, cuối cùng tàu cũng đến được bến bờ tự do Mã Lai. Mã Lai, đất dừng chân đầu tiên của người tị nạn, mà nhà văn Duyên Anh đã ví von gọi là quán trọ trước cổng thiên đường. Chỉ đúng cho những người đến trước ngày nghiệt ngã 14 tháng 3 năm 89, khi các đảo trong vùng Đông Nam Á chưa có lệnh đóng cửa. Tàu của Hải đến tháng 7 năm 89 nên bị giữ lại 4 năm trên đảo để nhận chịu cơn bão Thanh Lọc còn khốc liệt hơn là bão biển ngoài đại dương. Để chống bão Thanh Lọc hung hãn, người tị nạn lại phải tưới máu của mình qua các cuộc tranh đấu, mổ bụng, tự thiêu để tìm lẽ sống cho gia đình, cho con cái mình sau này. Tháng 5 năm 1993, hai bố con Hải cũng đến được nước Mỹ, chấm dứt một giai đoạn đau thương mà Hải đã gánh chịu trong suốt 14 năm dài ròng rã. Sau 8 năm tù không án của Việt Cộng, Hải về lại Sài Gòn, nơi chàng đến là một ngôi biệt thự cổ của bà cố ở đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Tân Định. Thấy Hải về, bà cố gọi bé, "Rơi, ra chào ba đi con." Đứa bé đã hơn 8 tuổi, nhìn cha trong ngỡ ngàng xa lạ. Hải ngậm ngùi thương xót vì vắng bóng cha lâu năm nên mới có cảnh này. Bà cố nói, vì không biết tên nó là gì nên đặt như vậy cho hợp hoàn cảnh của nó. Hải nhìn con xót xa, đứa bé đã mất mẹ sau một năm Hải vào tù. Không biết người vợ xưa nay còn sống hay đã chết. Hải nhớ ngày ấy nàng và Hải gặp nhau trong lễ khao quân mừng chiến thắng sư đoàn 2 bộ binh tái chiếm cảng Sa Huỳnh, Quảng Ngãi năm 1973. Nàng là phóng viên báo chí trẻ, đẹp, tháp tùng phái đoàn báo chí của phủ tổng thống từ Sài Gòn ra làm phóng sự. Xe Jeep Hải được trưng dụng đưa đón, Hải là tài xế. Duyên nợ đưa đẩy nàng lọt vào xe của Hải. Trong suốt 2 ngày làm việc, Hải và nàng yêu nhau, rồi cưới nhau thật chóng vánh sau đó. Năm ấy, ngày con ra đời, Hải nhận được điện tín của vợ. Đã sinh bé gái nặng 4,3 kg, đặt tên là Sa Huỳnh để kỷ niệm địa danh tình yêu của mình. 15 ngày phép đã được chấp thuận để bay về Sài Gòn thăm vợ con, nhưng tiếc thay tình hình chiến sự biến chuyển phức tạp và nhanh chóng, đưa đến kết thúc chia lìa. Mùa xuân năm 1975, Hải theo đơn vị chấn giữ phòng tuyến tỉnh Phan Rang để Sài Gòn tái phối trí. Mặt trận bể, Hải bị bắt ngày 16 tháng 4, 1975, trước khi Sài Gòn lọt vào tay giặc. Trong trại tù hướng về gia đình, lòng Hải đau như cắt,
không biết vợ con mình ra sao trước nghịch cảnh của thời cuộc. Không nhà cửa, mất việc làm, không tiền bạc, không họ hàng thân thuộc để nhờ vả qua chuông. Mãi một năm sau, Hải mới biết vợ đã bồng con đến xin tá túc với bà cố để rảnh tay làm ăn. Thế rồi trong một chuyến buôn đường dài, nàng ra đi biển biệt không về nữa. Gia đình Hải ngập chìm theo mệnh nước luôn từ đó. Tội nghiệp cho đứa bé đã vắng cha nay còn mất mẹ. Bà cố còn nói, tội nghiệp con bé vì thiếu vắng cha mẹ nên khóc ròng rã. May nhờ có dì Tư dỗ dành nuôi lớn thế đó. Hải thầm cảm ơn dì Tư và bà cố đã thương yêu đùm bọc đời con của Hải. Bà cố đã ngoài 80, do cuộc sống thanh nhàn nên trí tuệ vẫn còn minh mẫn, tinh anh. Bà có người con nuôi là ông cậu Năm, thuở nhỏ mồi côi cha mẹ, được bà cố nuôi cho ăn học thành tài. Sau bà gả người cháu gái ngoan hiền của bà làm vợ. Bà lý luận, cưới con nhà môn đăng hộ đối, không thuần thục bằng gái quê nết na đôn hậu như là cháu của bà. Ông cậu Năm vì hiếu đạo nên tuân theo. Ông là một thương gia xuất nhập cảng phân bón giàu có thời bấy giờ. Các kho 78 cùng với nhà máy sản xuất phân bên Khánh Hội là tài sản của ông. Bà cố an hưởng sự giàu sang của ông cậu Năm, dâng tặng đáp đền công ơn. Ngôi biệt thự bạc triệu ở đường Huỳnh Tịnh Của do ông cậu Năm tậu ra để rước bà cố về ở. Vườn có trồng mít, xoài, mận, cây cảnh đẹp mắt, rợp bóng mát quanh năm. Hai cha con nương nhờ bà cố không bao lâu thì biến cố xảy ra. Việt Cộng dòm ngó khu biệt thự này, chúng bảo, lần đánh tư sản trước, sót nay bổ sung. Vì bổ sung nên chúng cho bà cố đem theo chút đỉnh đồ cần thiết, sống nốt tuổi già. Ngoài ra phải để lại tất cả, bộ trường kỷ, tủ thờ, liễn đối, cẩn xà cừ, đáng giá bạc triệu đều bị niêm phong. Ông cậu Năm căm tức Việt Cộng, chửi bằng tiếng Tây, xà lu cu son, đủ điều. Nhưng chúng nào có hay biết ngôn ngữ đó, chúng chỉ biết ngôi biệt thự và các món đồ quý giá mà thôi. Cha con Hải đùm túm nhau qua phường 14 quận 3, hẻm 220, bên hông viện Đại học Vạn Hạnh, tuốt sau đầm rau muống. Nơi đây là xóm lao động nghèo nàn, nhà sàn vách đất, bùn lầy nước đọng, hôi hám bẩn thỉu. Đủ cảm xúc để nhạc sĩ Lam Phương cho ra đời nhạc phẩm Kiếp Nghèo vang bóng một thời. Cũng chính nơi đây Hải đã có dịp sống gần gũi với nhà thơ tài danh Bùi Giáng, người cùng quê Quảng Nam với Hải. Dù ngoại cảnh có khó khăn thế nào, đối với ông cũng vô nghĩa, vì ông đang sống trong vô thức với cõi thơ của mình. Mỗi ngày khi xuất hành, trên vai ông đều mang mấy bao rác cũ, cùng với nồi niêu xoong chảo, sức gọng gãy càng, đi theo. Hỏi ra ông bảo, đây là thành quả lao động xã hội chủ nghĩa. Một lần thấy ông đội mưa đi, mình mẩy ướt sũng, thật tội nghiệp. Hải buột miệng gọi, thầy ơi, vào đục mưa đã thầy. Ông quay vào nhìn và hỏi, mày có học với qua không? Hải đáp, con không có học với thầy, nhưng con người cùng quê với thầy. Khi ông vào nhà, Hải lấy khăn cho ông lau khô và gặp bữa mời cơm. Mâm cơm cha con Hải chỉ vỏn vẹn hai con cá nục, dĩa rau luộc và tô nước rau làm canh. Gặp khách quý đứa bé nhường phần, ông ăn ngon lành, có lẽ mưa lạnh bụng đói. Tráng miệng là chén khoai ngô, ngào đường, đặc sản miền Trung. Ăn xong ông nói, lần sau cho thêm vào ít đậu xanh nữa thì hương vị sẽ bùi hơn. Với nhận xét tinh tế ấy, ai bảo ông điên đều sai hết. Người điên không có cảm giác vui buồn, vị giác ngon dở. Nghe nói có lần ông còn biết cách trốn khỏi nhà thương điên chợ quán khi bị Việt Cộng bắt nhốt vào đó. Hai ngày sau ông quay lại trao cho Hải một lon gạo. Hải ngỡ ngàng. Ông bảo, qua trả lại phần cơm hôm trước. Hải nói thầy làm gì vậy? Ông bảo đời này phải rứa mới được. Lấy đi. Ông nói như ra lệnh. Chắc rằng qua bữa cơm ông đánh giá được mức sống của cha con Hải nên mới tỏ cử chỉ đền bù như vậy. Dịp này Hải nói với ông, thầy còn sách gì cho con đọc với? Sách bây giờ đọc không được. Ông bảo đưa giấy viết ra, ông viết tên sách và đến địa chỉ 75 đường Trần Quốc Toản gần Viện Hóa Đạo lấy. Thế nhưng hôm sau ông trở lại bảo đừng lên vì công an đang theo dõi khu đó. Hải đắng cay cho phận mình đã đành và thấm thía cho phận người của ông. Vì mới ngày nào đây ông còn là một nhà giáo đứng trên bục giảng mà nay bị gạt ra sau đầm rau muống, không xa nơi ông dạy là bao.
Nơi cha con Hải ở là nhà cụ Tĩnh quê miền Trung chạy vào. Cụ có con đi tù về, nay đã đi vượt biên qua Mỹ. Mỗi lần có quà gửi về, cụ nhờ Hải đưa lên Tân Sơn Nhất nhận. Thùng hàng nặng 20 kg. Khi mới qua khỏi phòng quan thuế thì đã có người vồn vã xin số nhà để đến tính giá mua. Hoạt cảnh này gợi cho Hải suy nghĩ, tại sao Hải không làm ăn như họ để kiếm sống nuôi con. Hải xin cụ Tĩnh cho Hải lên list hàng và đi khảo giá ở các tụ điểm Chợ Trời Thuốc Tây Tân Định, Tân Bình, An Đông. Nguyễn Huệ và Trương Định đồng thời quan sát cách làm ăn của họ xem sao. Đến Chợ Trời Tân Định, sau khi nhìn trước xem sau không thấy công an, Hải chìa list hàng ra thì đã có nhiều cánh tay với lấy. Người đang đọc list hàng, Hải thấy quen quen như đã gặp đâu đây. Ôi thôi, Hải nhận ra rồi, người ấy không ai khác hơn là Tâm Heo, người tù cùng trại, cùng được về một lần với Hải. Dĩ nhiên Tâm Heo có bí danh Oan Nghiệt, vì Tâm lai Pháp, chứ không phải lai giống heo. Vào trại được phân công nuôi heo nên có mỹ danh Tâm Heo từ đó. Nuôi làm sao không biết, cứ 10 hoặc 12 tháng, heo đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. Tâm Heo lại phải làm báo cáo, kiểm điểm đủ điều, vì đã làm thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa. Heo chết có lệnh làm thịt, bộ đồ lòng ngon nhất phải đem ra bụi chuối để. Đêm về có người lạ đến lấy. Người lạ trong trại không ai khác hơn là cán bộ lấy chia nhau. Tù chỉ được lát thịt mỏng và chút nước ăn để tráng miệng. Với thành tích như vậy mà Tâm Heo vẫn được cho về. Trong khi đợi làm thủ tục ngoài hội trường, Hải đùa với Tâm Heo. Mày có công trạng gì đâu mà về, nuôi heo thì heo chết. Hắn tự hào nói như kể công. Tao không có công với cách mạng nhưng mà có công với anh em. Nếu tao không bắt bò cạp bỏ vào tai heo, bò cạp cắn heo chết thì làm gì anh em, kể cả mày có chút thịt nhét răng. Trong tù bị kềm kẹp mà nó xoay sở khôn lanh vậy, nay ra ngoài Tâm Heo đã có mặt nơi đây sớm hơn Hải thì quả thật tài tình. Hải dành cho Tâm Heo mua trọn list hàng và từ đó Hải theo Tâm Heo vào nghề dược sĩ vỉa hè bất đắc dĩ. Hai tên cụ tù như hai chiếc nạng gỗ chống đỡ nhau cho khỏi ngã trước cơn thác lũ đổi đời. Vì không vốn nên khởi nghiệp của Hải là chạy cò, lấy hàng từ người A giao qua cho người B, nhưng phải có người bảo đảm để kiếm ăn qua ngày. Khách hàng nhiều loại, các phòng mạch chui, các mối từ tỉnh lên, các bệnh viện và các tụ điểm Chợ Trời khác trong thành phố. Chợ Trời là vùng công dân hạng B như Hải sinh hoạt, do xa cơ thất thế tụ lại kiếm sống nên quy tụ nhiều thành phần. Kỹ sư, bác sĩ, giáo chức mất dạy, sĩ quan tù về, dân kinh tế mới bỏ rừng về thành. Mỗi người có một hoàn cảnh và nỗi niềm riêng nên dễ dàng dành cho nhau sự cảm thông thầm kín, chứ không phải kiểu Chợ Trời chuyên nghiệp sẵn sàng sát phạt nhau để tranh sống. Chính trong tình nghĩa Chợ Trời kiểu này mà Hải được Tâm Heo đã chỉ cho phương thuốc gia truyền, bào chế với 4 trái cam sành, loại cam có vỏ xanh vàng da sần sùi, trị lành bệnh loét bao tử xuất huyết hàng mấy chục năm nay, không tái phát. Cũng tại đây có bà Đào chỉ cho Hải cách cúng giao thừa bằng 8 chén chè đậu xanh nguyên hột để cầu ơn phước. Bà Đào từ kinh tế mới về với 3 đứa con và ông chồng sốt rét rừng thê thảm. Hằng ngày chân thấp chân cao theo xe buýt từ chợ Bà Chiểu qua Tân Định lấy thuốc lá về bỏ mối các tỉnh miền Đông. Hơn năm sau, bà đi xe đạp và năm sau nữa bà đi PC, dấu hiệu thăng tiến. Thấy vậy Hải nói, bà phải lòng con cắn ngố nào rồi, sao mà mau khá vậy? Bà Đào xua tay lia lịa nói, gặp cắn ngố cắn rửa gì đâu, có người thấy tôi quá nghèo nên chỉ cho tôi cách cúng như trên và được thế này đây. Hải nói, tôi cũng nghèo sao bà không chỉ cho tôi? Bà ôn tồn, ông thử cúng như tôi xem sao. Hải làm theo vì thấy bà Đào có chuyển biến lạ. Quả nhiên phần Hải cũng có dấu hiệu tốt. Từ xe đạp, Hải tiến lên xe mobilet. Phương tiện này giúp Hải thu ngắn khoảng cách và thời gian chuyển giao hàng quanh Sài Gòn và cũng có cơ hội cho Hải vi vu lạng lách đó đây cho thỏa chí sau 8 năm đi bộ mòn chân trong tù. Vận hên như mỉm cười với Hải, nhưng đường đời còn lắm chông gai. Năm 1986, Đại hội 6 của Đảng Cộng sản diễn ra để cứu Đảng khỏi chết, sau đó là lệnh đổi tiền. Sự sai biệt mệnh giá cũ mới quá cao khiến nhiều người trắng tay. Người nghèo như Hải lại càng thê thảm hơn. Lấy gì sống để nuôi con?
tài sản chỉ có chiếc radio transistor ấp chiến lược cũ, ngoài ra chả có cái gì đáng giá, tứ cố vô thân, không ai để nương tựa khi hoạn nạn, chỉ còn mấy lít máu đang luân lưu trong người là có thể bán để xoay sở qua chuông mà thôi. Hải lò dò đến bệnh viện Hồng Bàng để bán. Đây là bệnh viện lao, họ mua máu để tiếp cứu những người thân bị lũng phổi ho ra máu. Gặp bảo vệ quát: "Bệnh viện chưa đến giờ thăm nuôi, vào đây làm gì?" Hải bảo: "Tôi không có thăm nuôi ai cả." Bảo vệ gằn giọng: "Không thăm nuôi vào đây làm gì?" Hải lạnh lùng nói: "Vào sớm để bán máu." Bảo vệ hỏi: "Máu có tốt không mà bán? Có bệnh lậu, răng mai, sida gì không?" Tự ái Hải bị va chạm vì bị xếp vào thành phần xấu trong xã hội. Tuy vậy phải trấn tĩnh vì nếu lạng quạng sẽ bị từ chối lấy tiền đâu xoay sở cấp thời. Hải nói: "Máu tôi loại O." "Sao biết?" "Thì trước đây đi lính máu đã có phân loại rồi." "Trước khác nay khác, chờ thử lại." "Máu tốt mua bao nhiêu một bịch?" "Tốt 25.000, xấu 15.000, xấu hơn nữa không mua." Hải không hiểu trong thế giới mua bán hàng cao cấp này lại có chuyện lạ lùng khó tưởng. Máu xấu là có tác hại rồi, sao lại còn mua vào 15.000? Ai sẽ dùng loại máu xấu hạng 2 này? Công dân hạng B chăng? Có vào đây mới chứng kiến hoạt cảnh quái đản tưởng chừng chỉ xảy ra ở các nước cuối cùng của địa cầu, thế mà lại xảy ra ở Việt Nam. Người y tá đo nhịp tim của Hải và nói: "Thấy chú xanh xao, lấy máu có chịu được không đó?" Hải nghĩ thầm: "Không xanh sao được, tuổi trẻ bị vắt kiệt xác trong tù, chỉ sống bằng ý chí và sức chịu đựng tận cùng, chứ có chút dinh dưỡng nào đâu mà không xanh." Hải nói với y tá: "Cô cứ làm nhiệm vụ lẹ dùm đi." Nhìn máu đỏ sóng sánh chảy từ tim ra, Hải thầm cảm ơn cha mẹ đã truyền cho Hải dòng máu tốt nuôi thân, và cũng chính dòng máu này Hải đã đổ xuống cho quê hương trong Tết Mậu Thân 1968 ở Quảng Ngãi, mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị, và nay cũng dòng máu này thay dòng sữa mẹ chảy ra nuôi con. Thực phẩm con ăn ngày mai sẽ có vị mặn từ máu của cha thấm đậm. Cầm phiếu đến quầy nhận tiền, một người đàn ông tướng tá bậm trợn hối thúc: "Đi lẹ lên cho người khác đi." Đếm lại tiền chỉ thấy 23.000, Hải hỏi: "Sao đồng ý 25.000, nay chỉ có 23 Người đàn ông nói: "Chỉ có ông biết ăn, tụi này không biết ăn sao? Thôi đi lẹ lên ông già." Vậy là thoáng chốc bọn này phỏng mất của nạn nhân 2.000. Hằng ngày chúng gọt biết bao nhiêu người nữa để kiếm ăn. Có chút tiền trong tay, Hải trở lại nghề cũ kiếm sống. Chợ trời sau trận đổi tiền thê thảm hơn. Nhiều khuôn mặt cũ đã biến mất, không thấy tâm heo đâu. Mặc dầu phải chạy giặc trên đường phố hàng ngày, nhưng không còn sinh lộ nào khác. Đồn công an quận nhất, đường Bà Lê Chân sau chợ Tân Định, Hải đã vào viếng đôi lần. Nạn nhân bị móc sạch tiền bạc lẫn thuốc tây, nam lao động bổ củi, nữ tắm rửa cho heo rồi thả về. Mùa mưa Sài Gòn, trời như trút nước xuống, màn mưa giăng kín bầu trời. Mưa gợi lại hình ảnh thê lương trong tù, từng đoàn người vật vờ trong rừng, đi ra như đàn kiến rời tổ vì ngập nước. Ai nấy mình ướt sũng, co ro trong tấm vải nhựa, dính da lạnh cóng, bụng lép xẹp vì đói, nhưng trên vai phải đủ chi tiêu lao động 40 kg cho đường dài 15 km. Đã thế, đàn vắt còn hùa theo con người vô cảm hút máu của tù no say. Cảnh tượng diễn ra cho thấy người nô lệ, người cùng màu da trên cùng quê hương. Mưa còn tê tái cõi lòng vì cảnh gà trống nuôi con và đang ăn đùm ở đậu không có ngày mai. Mưa nhạt nhòa hình bóng người vợ không biết giờ này trôi dạt nơi đâu. Trâm ơi, em có thể bỏ anh vì nay không có khanh tướng. Anh chả có gì để lại cho em ngoài đứa con vô tội sinh không nhầm thời. Giá như đứa bé chậm có mặt 6 tháng trước thời cuộc đổi thay thì đời đâu khốn khổ như hôm nay. Em bỏ con, có giây phút nào đó em chạnh lòng vì con không? Tia chớp cùng tiếng sấm vang rền đưa Hải về thực tại. Hải sửa soạn ra về vì sáng nay Sa Huỳnh bảo đau bụng. Hải nghĩ trẻ con chỉ đau xoàng xỉnh thôi, nhưng qua kinh nghiệm bà cụ Tĩnh cho biết con bé đến tuổi hành kinh nên đau bụng. Vì gà trống nuôi con, Hải lúng túng trước việc này. Bà cụ Tĩnh nói tìm mua băng vệ sinh cho con bé, ngậm ngùi cho con, phải chi có mẹ trong lúc này săn sóc chỉ dẫn thì còn gì hơn. Đang loay hoay dắt xe ra thì lù lù
Một người dáng vẻ bộ đội nhìn Hải hỏi, chú bán thuốc Tây phải không? Hải đáp, đúng rồi. Người kia nói, chú có mua thuốc này không? Và chìa vị thuốc mẫu cho Hải xem. Tên thuốc là chloramphenicol, tức là tifomicin, đô 325 ml, vĩ bấm 12 viên, do Thái Lan sản xuất. Hải hỏi y, thuốc từ Campuchia về phải không? Y đáp vâng. Hải hỏi tiếp, hàng từ Campuchia về sao sản xuất ở Thái Lan? Y có vẻ lúng túng đáp, hàng từ Thái Lan về. Tôi hiểu chuyện khó khăn của những người buôn đường dài Campuchia-Thái Lan, gặp lính biên phòng chặn bắt, tịch thu, nay đang tìm cách tiêu thụ ở đây. Hải hỏi, cậu bán giá thế nào? Người bộ đội trả lời, cháu không biết giá, chú trả đi. Hải nói, cậu có con, chú đặt tên nghe sao được. Người bộ đội nài nỉ, chú trả giá cao cho cháu. Hải đáp liều theo cảm tính, 6 đồng một viên. Người bộ đội, chú trả thêm đi. Hải hơi cáu, không biết giá trả làm sao cho vừa. Hải nói, thôi lần chót, 8 đồng không bán, mưa quá chú về. Người bộ đội sợ Hải về, không ai mua đành bán. Hải hỏi, thuốc của cháu để ở đâu? Người bộ đội nói, sau ba lô cháu đây. Hải lấy xe bảo cậu ta ngồi sau, lạng vài vòng để đánh lạc hướng, rồi chạy đến sau nhà thờ Tân Định, nơi thuê chỗ gửi thuốc. Vào nhà sổ ba lô ra, chao ôi, thuốc ơi là thuốc, đếm được 1.243 vĩ, vĩ 12 viên, tính thành tiền sẽ là tiền đâu để thanh toán lô hàng này bây giờ. Hải lấy 300 vĩ ra, bà chủ tiệm vàng Tân Định thế chân, lấy tiền trả cho người bán, tiền lời sẽ trả cho bà trong vòng một tuần. Mọi việc êm xuôi, có hàng trong tay, Hải dọ dẫm tìm đường bán. Đây là hàng trụ sinh chiến lược trong thời buổi thuốc men khó khăn. Cầm vị thuốc mẫu ra chợ Tân Định hỏi giá, được trả 12 đồng một viên, chợ An Đông 17, Nguyễn Huệ 28, Tân Định 37, và sau cùng là chợ Trương Định ga Sài Gòn cũ 48 đồng. Như vậy, Hải đã lời 40 đồng một viên. Hải quyết định bán cho một bà chuyên chạy mối thuốc Tây ở bệnh viện, như vậy kín đáo và an toàn hơn. Qua vụ này chắc rằng người bộ đội này đã có được cái hồ, tức là đồng hồ, cái đài là radio, cái đạp là xe đạp, các món hàng mà dân miền Bắc thầm mơ ước mỗi khi vào Nam. Còn Hải thì được 8 cây vàng, một giấc mơ mà Hải chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trước 1975, số vàng này ở miền Nam chả đáng là bao. Nhưng nay với Hải, quả là một tài sản kếch xù, vì mới ngày nào đây phải bán máu nuôi con. Nay chỉ trong vòng một tháng Hải có được, đúng là của tìm người. Nếu trời không mưa, chợ đông người, chắc gì lô hàng đó đến tay Hải. Qua đọa đày thử thách, nay ơn trên đã ban cho Hải một cơ hội mới để đền bù. Hải nghĩ việc cúng giao thừa đúng cách cũng góp phần đáng kể trong thành quả này. Cơn mưa tiền tuôn xuống làm mầm sống khô héo cha con Hải bật dậy. Mâm cơm gia đình nay không còn hẩm hiu rau mắm nữa, đã có thịt cá trong bữa ăn cho con đủ dinh dưỡng chóng lớn. Áo quần cũng được nghĩ tới, vải vóc ngoại nhập màu mè cho con vui, vì chỉ có mình con, nghèo đói cùng chịu, ấm no cùng hưởng. Hải đã có tấm nệm ngả lưng êm ái, thay tấm ván ọp ẹp, rệp cắn, radio cassette Aiwa 2 băng thay cho radio transistor ấp chiến lược cũ kỹ. Hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với cha con Hải. Sau đó Hải cố tìm tâm heo để cùng nhau bù khú, bù lại những ngày tối tăm đã qua. Nhưng tiếc thay, tâm heo không còn nữa. Hắn đã ra đi sau cơn bệnh ngặt nghèo, hậu quả của bao năm tù đày gây nên. Tâm heo ơi, tao thương mày lắm. Nếu không có mày chỉ cho tao cách trị bệnh bao tử, chắc tao đã đi sớm trước mày rồi. Mày còn chỉ cho tao vào nghề chợ trời kiếm ăn. Tao có vận may như hôm nay cũng nhờ gặp mày dẫn lối đưa đường. Tâm heo, sao mày không ráng ở lại để cùng tao ca khúc khải hoàn? Hải tìm đến nhà tâm heo ở tận Bình Dương để phúng điếu. Tội nghiệp căn nhà chỉ là cách nói mà thôi, chống trước hụt sau nghèo nàn thảm thương không thể ngờ được. Mẫu số chung của người dân hạng B tù đầy trở về, đúng với chính sách bần cùng hóa nhân dân để trị. Hải ngậm ngùi trước di ảnh của người quá cố, chỉ có người cùng cảnh ngộ mới thấm thía nỗi đau thương mất mát này. Cúng hương tâm heo, một số tiền để vợ con có vốn làm ăn.
Hải hứa sẽ bốc con trai 18 tuổi của Tâm Heo theo nếu có chuyến đi. Nhưng khi có cơ hội quay trở lại thì tội nghiệp. Thằng bé đã bị vét đi nghĩa vụ quân sự qua Campuchia. Dù chưa toại nguyện, nhưng Hải cũng thấy ấm lòng vì mình đã tỏ bày hết tình nghĩa trước sau với người đã khuất. Cha con Hải lại phải chuyển nhà ra gần đầu hẻm để tránh lụt lội vì mùa nước đi rong. Không ngờ thuê chung nhà với bà hai, chuyên nghề tổ chức vượt biên. Tư tưởng lớn gặp nhau trong cơ hội này. Gia đình Hải theo tổ chức của bà hai ra đi. Các bạn muốn biết về chuyến đi này thì xin nghe lại bài Chiếc Hải Bàn Kỳ Diệu của Ngô Văn Thu mà Thiên Hoàng đọc kỳ trước. Tuy thời gian có muộn màng nhưng cơ hội vẫn còn đầy ắp phía trước. Hải tận lực làm việc, nuôi dạy con cái học hành để nhanh chóng hội nhập vào xã hội mới. Chả bao lâu sau, con đã thành đạt và xây dựng gia đình. Sa Huỳnh nhận lời kết hôn với một người Mỹ bản xứ. Bạn bè chúc mừng nhau qua báo, đài, loan tin vui vẻ. Sắp tới giờ hành lễ, trên bàn thờ tiên linh ông bà, đèn nến sáng choang, trầm hương tỏa khói lung linh. Hai họ Việt Mỹ trang trọng giới thiệu nhau để kết tình gia tộc. Bỗng dưng, chuông gọi cửa reo, cửa mở. Một người đàn bà thân hình rong ròng gầy yếu xuất hiện cùng tiếng khóc bùng vỡ. Hai tay chắp gọn trước ngực, bà ta xá lia lịa thều thào. Ông ơi, xin ông đừng mắng nhiếc tôi. Con ơi, xin con tha tội cho mẹ. Mẹ đã bỏ con ngày nào còn non dại. Ông ơi, tôi là người đáng chết, chết vì xấu hổ, vì tội bỏ chồng trong tù không ai thương tưởng trong cơn hoạn nạn. Con ơi, mẹ đáng để cho con nguyền rủa vì tội bất xứng làm mẹ. Mẹ đáng tội chết. Nhưng nghiệp còn nặng chưa chết được. Mẹ xin con xóa bỏ lỗi lầm to lớn của mẹ. Ông ơi, lẽ ra tôi gọi đến ông, đến con trước. Nhưng tôi sợ bị sỉ vả, mắng nhiếc nên không dám gọi. Tôi nghe tin qua đài phát thanh, định đến nhưng quá nghèo không đến được. Cứ thế tiếng khóc ồ ồ vang ra, khiến hai họ sững sờ nhìn nhau. Họ không biết người đàn bà này là ai mà có mặt chính trong giờ phút quan trọng này. Hơn ai hết, Hải biết người đàn bà này là ai. Dù đã bị thời gian bào mòn nhan sắc, nhưng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt, ánh nhìn, mông lung mơ hồ của ngày xưa. Đây chính là Trâm, mẹ của Sa Huỳnh. Hải nghiến răng than thầm, tại sao oan trái cứ bủa vây lấy Hải? Những tưởng rằng bao đắng cay tủi hờn đã nhờ thời gian xoa dịu bịt kín, nào ngờ bùng vỡ trở lại trong hoàn cảnh này. Hải phải xử sự sao đây để êm vui mọi bề? Chỉ một cử chỉ thiếu tế nhị cũng sẽ gây đổ vỡ cho cả đôi bên. Phần Sa Huỳnh đang đón nhận hạnh phúc của đời mình. Phần bà Trâm, mẹ của Sa Huỳnh đang khổ đau vì lương tâm cắn rứt dằn vặt. Để gỡ thế nan giải, Hải nhanh chóng quyết định lách mình ra khỏi họ nhà gái và đến trước bà Trâm ôn tồn nói: đã mấy mươi năm qua cha con anh chờ đợi em nhưng không gặp. Giờ này gặp em nơi đây âu cũng là một điềm lành. Trâm, em hãy bình tĩnh để hòa lòng chung vui với ngày trọng đại của con. Nói xong, Hải giới thiệu Trâm với vợ, với hai họ. Đây là bà Trâm, mẹ ruột của Sa Huỳnh. Với Sa Huỳnh, Hải nói đây là mẹ của con. Mắt Sa Huỳnh rớm lệ vì ngỡ ngàng. Hải nắm tay Sa Huỳnh và tay chú rể, truyền qua tay Trâm nói: hãy yêu thương con chúng mình. Chàng vỗ tay vang lên đánh tan bầu không khí trầm lắng vì bà Trâm xuất hiện. Buổi lễ tạm dừng, Hải bảo vợ và Sa Huỳnh đưa bà Trâm vào phòng trong, chọn áo quần thay cho tươm tất, rồi cùng ra tham dự tiếp. Sau đó, trong chỗ riêng tư, bà Trâm cho biết, ngày ấy trong chuyến buôn đường dài ra Nha Trang, bị người chủ tàu dụ cho đi vượt biên, không cho về thu xếp bồng con theo, sợ bị lộ. Qua Mỹ làm ăn được vài năm, tai nạn xe hơi xảy ra tàn phế đến nay. Mộng giàu sang trên xứ người tan theo mây khói, bôn ba không qua thời vận. Chuyện ngang trái đã phơi bày, còn gì để trách cứ nhau. Thương yêu, tha thứ với người đàn bà đã chịu quá nhiều bất hạnh vì thời cuộc đưa đẩy là giải pháp lựa chọn của tình người. Cuộc rước dâu lần này khác lạ với các đám cưới khác. Vợ chồng Hải, cô dâu chú rể bà Trâm, mẹ Sa Huỳnh cùng ngồi chung một xe. Hải muốn đây là chuyến xe đoàn tụ cảm động nhất, đang lăn bánh trên đại lộ hạnh phúc thênh thang phía trước mà ơn trên đã dành cho gia đình Hải sau bao năm thác gành cách biệt. Các bạn vừa nghe xong bài Máu Thắm Đời Con của tác giả Ngô Văn Thu.
Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.